Và hôm nay Quốc muốn giới thiệu đến quý vị đó một món ăn rất hấp dẫn được làm từ lá trà xanh, đó là cá thu kho lá trà xanh. Để thực hiện món ăn này thì đầu tiên chúng ta phải mua được cái phần cá thu nó tươi. Với phần cá thu này thì chúng ta phải cạo cái lớp da ở bên ngoài nó trước, sau đó chúng ta hãy mang đi rửa. Với phần cá thu này, khi kho đó thì chúng ta có thể làm hai cách. Cách thứ nhất, ta chiên sơ trước rồi mang đi kho. Cách thứ hai thì mình để nguyên như vậy mình kho. Tuy nhiên thì Quốc thường nấu lựa chọn theo cách thứ hai. Cái cách thứ hai thì nó sẽ dễ ngấm gia vị vào trong cái lá cá thu hơn. Kế đến thì Quốc sẽ có là lá trà xanh. Phần lá trà xanh này như Quốc hướng dẫn lúc đầu là mình mua những cái lá bình thường thôi, không mua những cái lá mà bóng bẩy. Và cái nguyên liệu đặc biệt nữa Quốc muốn giới thiệu đó là phần mía lau. Phần mía lau này khi mình cho vào cá đó thì thứ nhất làm cá nó thấm gia vị, nó mềm và nó cũng chắc. Và cái thứ hai là cái vị ngọt của mía lau nó sẽ tự nhiên hơn. Cái đến là mình sẽ có thêm phần gừng, ớt, hành và tỏi. Món ăn này thì khi nấu thì rất đơn giản thôi. Tuy nhiên cái phần sơ chế thì chúng ta hãy làm kỹ một tí. Phần cá thì Quốc đã chia sẻ rồi. Còn phần lá trà xanh này thì mình sẽ lựa với hai khứa cá. Thì Quốc sẽ lựa là cỡ 10 lá trà xanh. Và lá trà xanh này mình mua về, mình rửa sạch xong sau đó để ráo. Và bây giờ trước khi nấu là mình phải giò. Mình giò để cho khi nữa mình cho vào nồi mình kho nó sẽ ra được cái tinh chất của lá trà xanh. Và nó làm cá không tanh và có mùi thơm. Đây, kế đến là phần mía. Mía thì mình mua về mình gọt bỏ cái phần vỏ bên ngoài rồi. Bây giờ mình sẽ chẻ mía ra. Phần gừng thì Quốc sẽ dùng một nhánh gừng nhỏ cỡ khoảng 5g. Và mình sẽ thái từng lát mỏng như thế này. Hành tím Quốc dùng 3 củ. Phần hành tím và tỏi này mình cũng không cần băm nhuyễn ra. Để tí mình kho cho cái phần cá nó chín thì phần hành tím với tỏi nó cũng đã rụt ra. Cái đến là Quốc sẽ có một trái ớt hiểm mình đập dập. Phần trái ớt hiểm này mình đập dập để mình cho vào để nó có cái vị the the thì ăn nó sẽ ngon hơn. Bây giờ Quốc sẽ bắt một cái chảo lên bếp. Và Quốc sẽ cho vào đây là một thìa ăn cơm dầu ăn. Kế đến là Quốc sẽ cho vào là một thìa ăn cơm đường nâu. Và phần đường nâu này mình để trong dầu cho nó chảy ra và nó tạo thành cái màu caramel. Xong sau đó thì mình sẽ cho tiếp phần ớt, tỏi và hành tím vào. Phần hành tím, ớt, tỏi này thơm, Quốc sẽ cho vào đây là 200ml nước. Kế đến là Quốc sẽ cho 2 thìa ăn cơm nước mắm, 1 thìa cà phê hạt nêm và 1/4 thìa cà phê muối. Và cái phần mía này mình sẽ cho vào. Kế đến là phần lá trà xanh. Mình nấu sôi khoảng 1 phút để cho cái phần lá trà xanh này nó ra cái tinh dầu rồi. Thì bắt đầu mình sẽ cho cái phần cá vào. Các bạn lưu ý là cái phần cá này mình không cần ướp gì hết. Tí mình sẽ cho vào đây thì cái gia vị đang sôi đang nóng nó sẽ thấm rất nhanh vào trong cá. Rồi bây giờ Quốc sẽ cho 2 lát cá thu vào. Rồi mình sẽ chở mặt cá. Khi mà mặt cá hai bên nó đã chín thì mình sẽ cho gừng vào. Và bây giờ mình để lửa nhỏ lại và mình kho liu riu cho đến khi nào cái phần nước á, nó hơi sệt, hơi sánh lại là cái phần cá chúng ta đã thấm gia vị. Như vậy là món cá thu kho lá trà xanh đã hoàn thành. Xin cảm ơn nhãn hàng trà Thảo Mộc Dr. Thanh, Thanh Lộc bên trong, tươi trẻ bên ngoài đã đồng hành cùng chương trình.